Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành FK. Và mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái bộ kỹ năng của con tướng mới hệ thú nha các bạn. Đây là một con support, tuy nhiên cái lớp tướng của nó là lớp tướng Agi, nhưng vai trò của support là vai trò chính, chắc là vai trò tăng boost. Rồi, ngoài ra thì anh ta còn tạo được một cái con bù nhìn, nó sẽ đóng góp một chút về đó vào vai trò tăng cơ các bạn. Nhưng mà con bù nhìn này tăng cơ không có nhiều. Tôi làm con support nhưng mà lượng đam khá là đáng kể các bạn. Bay lên nổ khá là đau, nổ đơn mục tiêu nha. Ngoài ra nó phóng phi tiêu gây chảy máu kìa các bạn, và đam nó là đam độc nha các bạn. Rồi, cái hay của con tướng này đó là khi nó bắt đầu trận đấu, nó sẽ rơi vào trạng thái các bạn thấy nè. Đó, nó sẽ tàn hình và nó gây đam rất là nhiều, và nó đánh dấu lên kẻ địch. Đó, đánh dấu toàn bộ kẻ địch, xong đó nó mới trở về trạng thái bình thường và nó thực hiện cái kỹ năng khiêu khích của mình, rồi sau đó nó mới đầu tấn công bình thường. Và trong mỗi trận chiến thì nó chỉ thi triển cái kiểu mà nó ẩn thân chi thuật, rồi nó sang nó ám sát như lúc nãy chỉ một lần duy nhất thôi nha các bạn. Và đúng theo yêu cầu và mong chờ của rất nhiều bạn, đó là cần một con support mới hệ thú. Tuy nhiên con support này của hệ thú nó hơi dị các bạn, nó không như mong muốn của nhiều người ha. Support nhưng mà lớp tướng là lớp Agi chứ không phải là lớp pháp sư như thường thấy. Rồi, mình sẽ lắp một team full thú cho các bạn xem nha. Một team full thú với cái anh chàng này. Anh chàng này các bạn có thể hoàn toàn lắp ở vị trí tăng cơ. Tại vì sao? Tại vì đầu trận nó sẽ tạo ra một cái con bù nhìn, sau đó thì nó sẽ xông vào giữa team địch, rồi cuối cùng nó sẽ bắt về lại tuyến sau, chứ nó không sẽ bị chết nha các bạn, cùng xem nha. Đầu trận này nó sẽ tạo ra bù nhìn, nó tàn hình và nó tới nè. Nó tới, nó đột kích từng mục tiêu các bạn. Nó sẽ đột kích tới 5 mục tiêu xong nó mới bắt đầu đánh thường các bạn thấy nha. Rồi, còn con Numisu chưa bị đột kích, hiện tại nó đã chọt được 4 con rồi và nó tiếp tục chạy xuống chỗ con Numisu. Bạn thấy nha, tiếp tục chọt xuống con Numisu để đánh khắc cái ấn, cái dấu, cái kiểu giống như là bị truy nã các bạn, tương tự với cái lệnh truy nã của con Ren. Đó. Sau khi mà nó khắc hết toàn bộ kẻ địch thì nó mới combat lại hàng sau và nó thi triển bộ kỹ năng của mình. Do đó thì nếu mà con này các bạn xếp team thì các bạn hoàn toàn có thể xếp vai trò là đứng đầu chỗ vị trí là tăng cơ. Tại vì em nó cũng không thể chết được đâu các bạn. Mình sẽ thử bỏ carry ra, mình chỉ lấy tăng không để mình xem khả năng carry của con này như thế nào. Này, đầu trận các bạn thấy dùng máu tròn để tàn hình và tiến vào đột kích từng mục tiêu. Đánh dấu lệnh truy nã lên các bạn, đánh dấu từng mục tiêu. Sau khi đánh dấu 5 mục tiêu thì nó sẽ quay ngược lại bên phía chiến trường của mình, và khi đánh dấu được 5 mục tiêu thì gần như kỹ năng nộ nó cũng có luôn rồi các bạn. Các bạn thấy không, sau khi quay lại nè, kỹ năng nộ cũng có và gần như thì thi triển luôn cái kỹ năng nộ của mình nha. Đây, nó sẽ bay lên và bắn xuống, nhưng rất tiếc cái kỹ năng này đã thi triển vô mấy cái con bé rồi. Và tất nhiên đây là một con support các bạn, mình thử chỉnh như cái này, team mình không có carry và cái hiệu quả tất yếu là không đủ sát thương để dứt điểm mục tiêu. Con này nó chỉ là con support thôi, và cái vai trò nó là vai trò tăng boost. Nhờ hiệu ứng đánh dấu này gây thêm sát thương lên cho mục tiêu. Rồi, bộ kỹ năng của chi tiết của con này thì mình sẽ có một cái video nối sau nha các bạn. Giờ chúng ta cùng xem qua cách chơi của con này trước, khá là thú vị ha. Ở cái đấu trường thử nghiệm của con tướng này có thể là chúng ta sẽ làm một cái video để hướng dẫn. Tại vì không phải như một số cái đấu trường thử nghiệm khác, nó khá là đơn giản. Với việc các bạn chỉ cần xếp team là có thể qua. Đấu trường thử nghiệm này có vẻ là hơi chua các bạn. Với team full thú thì dễ rồi, team full thú nó rất là mạnh các bạn. Với vai trò là con Ranis tăng, Thali là đam chính, Numisu là support hồi máu, cùng với đó là khống chế. Con tướng của chúng ta cái vai trò là tăng boost, rồi con Kha có là clear hàng sau. Team thú này thì quá ngon rồi. Bạn thấy cái nộ của con Ren nó tương tự đúng không? Nó có cái lệnh truy nã trên đầu. Còn con tướng này thì nó, cái dấu ấn nó tương tự lệnh của con Ren. Hơi khác một tí là màu đỏ cùng với cái dao ghim vào các bạn ha. Cái tạo hình của con tướng này là một cái con kiểu như thằn lằn sa mạc, tương tự với con Oscar. Nếu bạn nào hay xem một hình kiểu như con Oscar các bạn sẽ biết ha, thằn lằn sa mạc. Cái kiểu một cái thằn lằn sa mạc tương tự là cái kiểu lính đánh thuê mà dạng du kích đó các bạn. Nó là được tạo hình theo cái kiểu mà lính đánh thuê dạng du kích. Rồi nói chung là cái con này nếu mà cái khả năng mà xếp vào team mà để leo map các bạn thì mình đánh giá là gần như rất khó. Khả năng macro với một số con khác để tạo đột biến trong việc leo map thì mình nghĩ là có vẻ là hơi khó các bạn. Con này để leo map thì hơi căng, nhưng mà với vai trò boost của mình thì có thể nó sẽ có một chân đứng trong bot nước hoặc là bot mực sau này. Chứ còn nếu mà cái khả năng đánh giá khả năng leo map bằng con này thì không có tương lai nha các bạn. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.